Thì giờ trở lại cái phần tin tức của sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi này xin phép được chia sẻ hai cái thông tin cực vui, cực kỳ vui cho bên trong nước Mỹ và vòng quanh thế giới. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ trong phần số 1. Sau khi kết thúc mình sẽ vào phần số 2, bình luận, mổ xẻ, phân tích và nói những cái câu vui cười để mình tiếp tục cuộc sống mưu sinh các bạn ơi, các bạn à. Rồi trước khi đi vào phần số 1, tôi này xin tổng chào, à đông quá, 37 quý vị khán giả đang xem hồi kệ có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu, rắc một cái like để ủng hộ tinh thần sáng ngày thứ 6 các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái thông tin vui vòng quanh thế giới trước các bạn nha, cả luôn trong nước Mỹ. Rồi nó như thế này nè các bạn, thì vào ngày hôm qua theo tờ báo Daily Mail cho biết như thế này, đã phát hiện ra một cái kháng thể có thể vô hiệu hóa tất cả các biến chủng từ con dịch vật 19, ví dụ như là có thể vô hiệu hóa biến chủng Omicron và biến chủng Delta. Đó là những gì giáo sư Mỹ đã cho biết vào ngày hôm qua. Và cái kháng thể này nó được tìm thấy, chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết, các bạn sẽ ngạc nhiên là tìm thấy cái kháng thể này nó ở đâu. Và bên cạnh đó thì cái kháng thể này có thể ngăn chặn tất cả các biến chủng, các biến thể từ cái con dịch vật 19. Thì nó như thế này, vào ngày hôm qua giáo sư chuyên về mầm bệnh ở trường đại học Wisconsin, tiểu bang của Mỹ cho biết như thế này, đã tìm thấy được một kháng thể từ con cá mập. À, tức là trong cái thân thể con cá mập nó có một cái kháng thể này và nó chứa cái lượng protein, à nó gọi là VNAR. Tôi này xin lặp lại, cái lượng protein, cái kháng thể này nó có cái tên gọi là VNAR. Và nó nhỏ, nó rất là cực kỳ nhỏ, nó bằng 1 phần 10 kích thước của kháng thể ở con người chúng ta. Nhưng nó có một cái công hiệu cực kỳ ghê gớm, nó sẽ chống lại tất cả các biến thể cũng như là những con dịch vật 19 hay là Omicron hay là Delta hay là Lambda hay là Obama hay là Kamala hay là cả Chobaba hay cái gì cũng vậy. Nó tóm lại không có một cái biến thể, cái biến chủng nào có thể quanh thắng được cái kháng thể này. Và hiện tại bây giờ cái ông giáo sư này, ông đang lấy những cái kháng thể này để mà ông chế thành thuốc để cho loài người của chúng ta. Và hy vọng là sau khi chế thành thuốc thì loài người của chúng ta sẽ không còn sợ gì cái con dịch vật 19 hay là các biến thể từ cái con dịch vật 19 này các bạn ơi. Thì đó là cái thông tin thứ nhất, nó liên quan tới vòng quanh thế giới. Bây giờ mình sẽ đi vào cái thông tin thứ hai, nó liên quan và nó vui cho nước Mỹ nói riêng cũng như là vòng quanh thế giới nói chung. Hàng tỷ người vòng quanh thế giới đang mong đợi cái điều này. Nó như thế này nè các bạn, thì vào ngày hôm qua tại Washington DC, một cuộc thăm dò mới nhất của Political Morning đã thực hiện và đã ra một cái kết quả như thế này, mời các bạn nghe kỹ nha. Thì hầu như tất cả những cử tri cũng như là các đảng viên của đảng Cộng Hòa đang muốn ủng hộ cho Tổng thống Trump trở lại chiến trường để ra tái tranh cử vào năm 2024. Thì đây cũng là một cái thông tin cực kỳ vui cho tất cả những ai mà mong chờ cũng như là ủng hộ Tổng thống Trump cũng như là đảng Cộng Hòa. Nói nôm na là như thế này, hiện tại bây giờ hầu như rất là hàng triệu người cử tri trong đất nước Mỹ và cả luôn những đảng viên của đảng Cộng Hòa, bây giờ người ta đã đi đến một cái kết quả chung là ủng hộ Tổng thống Trump tái tranh cử vào năm 2024. Thì đây cũng là một cái thông tin cực kỳ vui cho đất nước Mỹ. Bên cạnh đó thì các bạn biết rồi, hiện tại bây giờ chú Bảy, cái tỷ lệ ủng hộ chú Bảy nó đã giảm sụt thê thảm. Và một cái tiết lộ từ đảng DC cho biết như thế này, là hiện tại bây giờ không có một cái ứng cử viên của đảng DC nào ra để mà có thể ứng cử cho năm 2024. Cho nên tất cả các đảng viên của đảng Dân Chủ muốn TT chú Bảy tiếp tục ra ứng cử cho cái năm 2024. Nhưng các bạn biết rồi, chú Bảy không thể nào lót qua được cái nhiệm kỳ này, cho nên có thể là không thể nào xảy ra cái chuyện chú Bảy sẽ ra ứng cử cho năm 2024. Thì đây cũng là một cái thông tin cực kỳ vui. Tại vì sao? Nếu chú Bảy trở lại năm 2024 thì sẽ có một cái trận tái đấu coi như là cực kỳ coi như hứng thú cũng như là gây cấn giữa Tổng thống Trump và chú Bảy đó các bạn. Nhưng mà hy vọng là Tổng thống Trump sẽ đắc cử trong năm 2024. Rồi đó là cái thông tin thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi vào cái thông tin thứ ba, nó liên quan tới cái chuyện một cái phát biểu của ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas, là chú Bảy và đảng DC đã đổ thêm dầu vào lửa, đã làm cho cái ngọn lửa lạm phát hoành hành tại cái nước Mỹ của chúng ta. Thì trong cái thời gian vừa qua 10 tháng, chính quyền của chú Bảy không có tiền trong túi, nhưng đã xài tiền, đã chi tiền ra những cái gói dự lực, những cái hỗ trợ béo bở hàng nghìn tỷ đô la.
nhưng mà trong túi thì không có tiền, vậy thì sao? Dĩ nhiên phải in tiền và phải đi mượn nợ. Cuối cùng thì nó đã để lại cái hậu quả lạm phát chưa từng có trong cái lịch sử của nước Mỹ, và nó sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế và cuộc sống của chúng ta. Đó là những gì mà ông thượng nghị sĩ Ted Cruz đã chia sẻ trên đài CNBC News vào ngày hôm qua. Và ông ta đã chỉ trích chính quyền chúng 7 là đã đổ thêm dầu vào lửa, đáng lý phải lo làm ra tiền, phải lo kéo công ty hãng xưởng về lại nước Mỹ để cho tình trạng lạm phát nó sụt xuống. Nhưng mà cái này không, chính quyền của chúng 7 vẫn tiếp tục sai tiền, xa tiền, và nó đã làm cho cái ngọn lửa lạm phát hoành hành vòng quanh nước Mỹ và sẽ ảnh hưởng đến đời con đời cháu của chúng ta luôn. Hiện tại bây giờ thì sao? Những cái chính sách giảm thuế của Tổng thống Trump trong cái nhiệm kỳ vừa rồi á, đã làm cho người dân Mỹ tiền bạc rủng rỉnh, bây giờ đã bị chú 7 coi như là bác bỏ hết, và chú 7 tha thế bằng những cái chính sách thuế của chú 7 đó, đã làm cho người dân các cơ sở doanh nghiệp phải ùn bỏ nước Mỹ đi qua nước khác, thì đã làm cho nền kinh tế của chúng ta bị lận đận lao đao đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phần số 2 nhanh gọn lẹ, bình luận mổ xẻ nha. Hello Bích Trang, Quế Sơn, hello anh Long Nguyễn, Linh Hồ, David Quỳnh, hello Phan Phúc, hello chị Điệp Trần, anh Nghiêm, hello cho anh Nguyễn. Rồi bây giờ 1, 2, 3 mình rắc một cái like để mình có động lực và tinh thần để mà mình bắt đầu cái cuộc đàm đạo của chúng ta. Các bạn ơi, cô, chú, bác, anh chị, em, út, bạn bè ơi, thì nó như thế này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ trở lại cái thông tin vui cho dòng quanh thế giới nha. Thì trong 2 năm vừa qua, cái con dịch vật nó đã coi như là làm cho loài người của chúng ta lận đận lao đao, nhà tan cửa nát, nó tóm lại là tùm lum thứ, từ người giàu cho đến người nghèo, người trẻ cho đến người già lớn tuổi đó. Bây giờ một cái thông tin cực kỳ vui từ cái ông giáo sư của trường đại học Wisconsin ở Mỹ, ông ta đã tìm được một cái kháng thể trong cái con cá mập. Cái con cá mập đó các bạn, thì các bạn biết rồi, cá mập thì dữ lắm, ai dám rời nó, nhưng mà hy vọng là sau khi ông ta tìm ra và người ta sẽ kiếm được nhiều con cá mập để mà tạo ra cái thuốc để mà là chống lại cái con dịch vật, chống lại con Omicron hay là con Delta hay là con Obama, Kamala gì đó, nó tóm lại là như vậy. Thì đây cũng là một cái thông tin cực kỳ vui cho loài người của chúng ta đó các bạn nha. Hello anh Long Nguyễn, hello anh Lê Nguyễn, cảm ơn Tony, dạ cảm ơn anh Long Nguyễn, hello Bích Trang, Quế Sơn, hello chị Hải Lê, anh Hải Lê. Rất like, rất chịu like cho anh tôi đề giả. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai là cái màn tái đấu 2024 giữa Tổng thống Trump và TT chú 7. Không biết TT chú 7 có còn lết được đến ngày đó hay là không để mà ra hai người tái đấu. Nhưng mà tôi này suy nghĩ theo cái quan điểm, cái suy nghĩ của tôi này thì chắc TT chú 7 sẽ không có lết nổi đến cái 2024 đâu các bạn. Tại vì sao? Bây giờ thì đảng DC họ nói như thế này, họ không có người nào để ra ứng cử, ra tranh cử. Bây giờ không có ai thì dĩ nhiên người ta sẽ lôi chú 7 năm 2024 đứng trên đó ứng cử tiếp đi, tranh cử tiếp đi. Cho nên chú 7 sẽ không bao giờ được hưởng thụ tuổi già, sẽ không bao giờ được về hưu. Tại vì hiện tại bây giờ chú 7 80 tuổi mà lết từ đây đến năm 2024 thì dĩ nhiên sẽ thành 80 mấy. Mà 80 mấy rồi thì làm sao mà ra mà đứng ở trên cái bục để mà tranh cử hay nói. Bây giờ người ta đưa cho miếng giấy nói còn không xong thì làm sao lúc mà đi lên trển để mà nói cái đấu khẩu với nhau, làm sao mà đấu đúng không các bạn? Thôi xong rồi lộm ơi. Dạ. Hello chị Sandra Trần, hello anh Phil Nguyễn Hùng Trần. Chú 7 luôn chỉ rằng trong dân còn nhiều tiền lắm. Dạ đúng rồi anh Phil Nguyễn, đó là những gì mà đảng DC và chú 7 suy nghĩ. Chú 7 và đảng DC trong 10 tháng qua đang tìm đủ mọi cách để moi tiền từ người dân. Và các bạn có nhớ kỹ một điều không? Tôi này xin lặp lại nha. Hình như chú 7 đang học những cái chiêu trò này từ ở phía bên kia. Từ ở phía bên kia đó, tức là moi tiền người dân, nhìn túi tiền của người dân. Chưa bao giờ trong nước Mỹ mà có những cái tình trạng như thế này đâu các bạn. Chỉ có dưới thời của chú 7. Còn dưới cái thời Tổng thống Trump thì các bạn thấy nó như thế nào? Lúc nào Tổng thống Trump cũng đem công ty hãng xưởng trở ngược lại nước Mỹ. Để làm gì? Để cho người dân có công ăn việc làm, dân giàu nước mạnh. Còn chú 7 thì ngược lại, cứ lo xài tiền, và bên cạnh đó thì nhìn vào túi tiền của người dân để lấy tiền lại cho những cái dự lực mà ông ta xài. Ông ta xài phung phí béo bở. Nó hai cái nó hoàn toàn trái ngược nhau. Cho nên bây giờ cách đây mấy ngày, đảng của chú 7 đã thông qua thêm một cái dự lực nữa, đó là nâng cái con số mượn nợ lên thêm 2,5 nghìn tỷ đô la. Nó đã làm cho cái con số nợ của nước Mỹ bây giờ là khoảng 31, gần 32 nghìn tỷ đô la. Chưa bao giờ có trong lịch sử nước Mỹ là cái con số thiếu nợ cao nhất đó các bạn. À thấy chưa?
và cách đây một tháng cũng đã nâng lên một lần rồi. Bây giờ qua tháng sau cũng nâng lên một lần nữa. Tức là bây giờ trong 10 tháng vừa qua mà cái chính quyền của chú Bảy đã nâng 2 lần cái con số mượn nợ rồi. Bây giờ các bạn thử suy nghĩ nha, từ đây đến năm 2024 còn hơn 3 năm mấy nữa thì chú Bảy sẽ nâng lên thêm bao nhiêu lần nữa. Tại vì sao? Nâng lên 2,5 nghìn tỷ xài 1-2 tháng hết, rồi sao? Đi mượn tiếp hả? Anh ta dĩ nhiên phải mượn tiếp. Mượn tiếp rồi sao? Nâng lên cái vài tháng sau cái hết cái đi mượn tiếp. Trời ơi, rốt cuộc rồi không làm ra tiền mà cứ đi mượn không. Bởi vì ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Texas này, ông nói là như thế này: trong túi mình không có tiền mà mình xài phung phí quá, mình xài không mà mình không làm vô lấy tiền đâu ra, dĩ nhiên nó sẽ thủng túi, nó sẽ lạm phát đó. Cái ý ông ta nói là như vậy. Cho nên chính quyền của chú Bảy đang đổ dầu vào lửa để cho ngọn lửa lạm phát nó hoành hành nước Mỹ, hoành hành cuộc sống của chúng ta và nền kinh tế đó các bạn không. Chỉ mới có 10 tháng thôi mình nâng cái con số lên 2 lần rồi. Bây giờ mình ghi xuống đi, từ đây đến 2024 chú Bảy sẽ nâng lên ít nhất 8 lần nữa, là chẳng 10 lần luôn. Lúc đó là mình không đếm được nữa, tức là cái con số nó sẽ không còn ở trong cái máy tính nữa, nó nhiều quá rồi, máy tính nó sẽ bị bể luôn. Hello Hoàng Hương, Hoàng Nhân, long time no see my friend, good morning nha. À, xài tiền của người khác cảm giác sung sướng đó, đúng rồi đó Hoàng Hương, Hoàng Nhân. Cho nên á, các bạn thấy không, chưa bao giờ có cái đời tổng thống nào mà trong 10 tháng mà nâng cái con số mượn nợ lên 2 lần. Tức là mình nói nôm na là quỵt tẹt ra tiếng Việt Nam mình nè, là chưa có một cái đời tổng thống nào mà mới có 10 tháng mà đi mượn nợ 2 lần rồi. Chỉ có chú Bảy là điều thứ nhất. Bây giờ còn dài dài, từ đây đến 2024 còn chắc đi mượn thêm 8 lần nữa. Hello Trang Nguyễn nha, hello anh Thanh Quỳnh đã đến từ Massage chú Sịt, hello Nguyễn Duy Nhất, hello chị Vân Ái 123 like, dạ cảm ơn chị nhiều. À, cảm ơn chị Phương Ngôn nha. Rồi à, hello chị Yến Bạch, bây giờ tiếp tục cái cuộc đàm đạo thì mình hình như mình đang like bị hơi yếu á các bạn, một cái ba rắc một cái like để mình sung sức, mình có động lực và tinh thần. Bây giờ mình sẽ trở lại cái chủ đề là tin vui cho nhân loại của chúng ta. Thì các bạn ơi, may mắn quá thì ông giáo sư tại trường đại học Wisconsin của nước Mỹ đã tìm thấy những cái kháng thể, và trong cái kháng thể này nó có chứa cái chất protein, và cái kháng thể này nó gọi tên là VNAR. Nó có từ trong cái thân thể của con cá mập, và người ta đang nghiên cứu để lấy những cái kháng thể này để chế thành thuốc để chống lại cái con dịch vật. Tại vì sao? Cái kháng thể này nó sẽ coi như là quánh, ngăn chặn không cho những cái biến chủng, biến thể của con dịch vật mà nó xâm phạm vào người của chúng ta được. Ví dụ điển hình như là cả luôn Omicron hay là Delta cũng không thể nào xâm nhập vào người của chúng ta được. Thì hy vọng là cái kháng thể này nó được thành công sớm để mà nhân loại của chúng ta không phải mà coi như là lận đận la đao về cái con dịch vật này đó các bạn. Hello Chu Đi Nguyễn, good morning anh Phan Phúc nha. À, Mỹ đưa thêm hàng loạt công ty Trung Quốc danh sách đen vì vi phạm nhân quyền. Dạ anh Phi Nguyễn ơi, thì bên ngoài á, thì chú Bảy làm rầm rộ lắm, nhưng mà bên trong thì chú Bảy, anh biết rồi, chú Bảy nằm kèo dưới của ông Tập đó. Một cái thông tin nữa nè các bạn, thật là buồn cho một TT của nước Mỹ và đất nước Mỹ và người dân Mỹ. Thì vào ngày hôm qua, sau cái cuộc gặp lần đầu tiên trực tuyến với Tổng thống Nga Putin trên màn hình, thì chú Bảy đã nhận được hàng triệu lời bình luận chỉ trích gây gắt, gây cấn, và cuối cùng thì chú Bảy đã ăn không ngon ngủ không yên. Và sau đó thì bây giờ vào ngày hôm qua, chú Bảy đã đưa ra một cái lời yêu cầu là: tôi có thể gặp ông Putin Nga một lần nữa được không, kỳ này tôi sẽ nói chuyện chi tiết hơn. Nhưng ở bên phía Nga, người ta đã từ chối cái lời yêu cầu của chú Bảy, và người ta chưa có chấp nhận. Là tại sao người ta nói ông Tổng thống Nga Putin ông không có rảnh đâu mà họp tới họp lui với ông Bảy này. Người ta còn rất là nhiều việc để mà lo cho đất nước, cho nên người ta không có rảnh đâu mà phải hẹn hò gặp ông Bảy này họp hoài làm gì đó. Cho nên các bạn thấy đây cũng là một cái điều nức cười cho TT của nước Mỹ chúng ta, và trong đó nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, tại vì chúng ta đang sống trên đất nước Mỹ các bạn. Hello Lệ Hoa Bắc Bình, good morning hot girl chương dài nha. Hello anh Hùng Trần, ở miền Tây có thuốc bàn số 6, bàn số 9. Trời ơi, ghê vậy anh Hùng Trần, cái thuốc gì mà nghe dễ nhớ vậy, bàn số 6, bàn số 9. Hello chị Sơn Nguyệt, hello chị Sandra Trần nha, good morning Diễm Quỳnh Cẩm Xuyên. À, hôm nay mình có rất là nhiều hot girl chương dài tụ họp lại đây các bạn ơi. Cảm ơn các hội trưởng hội hot girl chương dài nha, long time no see. Các sư huynh và sư đệ trong cái thời gian vừa qua cũng không có thấy các bạn hot girl chương dài này.
Tại vì các bạn đã đi theo một phương trời xứ lạ nào đó, bây giờ mới nhớ tới Tony Lê. Hello chị Trinh Mai. Thì hôm nay ngày thứ 6, ngày 17 tháng 12, mình có hai cái thông tin vui, nó gọi là double vui, vui bình phương đó các bạn. Là thứ nhất là liên quan tới Tổng thống Trump. Hiện tại bây giờ thì rất là nhiều cử tri cũng như là các đảng viên của đảng Cộng hòa đã coi như thống nhất là ủng hộ Tổng thống Trump trở lại chiến trường vào năm 2024 để ra tái tranh cử. Thì đây cũng là một cái thông tin cực kỳ vui, tại trong cái thời gian vừa qua Tổng thống Trump ở Florida, nhưng cũng có rất là nhiều tin đồn đó là không biết Tổng thống Trump có trở lại chiến trường hay là không, có ra tái tranh cử hay là không. Nhưng đây là một cái thông tin vui, là mình có tia hy vọng là Tổng thống Trump sẽ trở lại chiến trường để đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Còn hiện tại bây giờ thì nó lận đận lao đao bèo trôi bọt biển. Và cái thông tin vui thứ hai đó là về cái kháng thể có thể chống được tất cả mọi biến chủng biến thể của con dịch vật 19. Hello Kiều Nga Hương Thủy nha, good morning bạn Hiền nha. Hello anh Vũ Quỳnh, chú Bảy làm mất mặt tổng tư lệnh của nước Mỹ. Dạ anh Vũ Quỳnh nói đúng, trong 10 tháng vừa qua thì chú Bảy làm mất mặt rất là nhiều lần, nhưng không biết chú Bảy có mặt để mà mất hay là không. Có rất là nhiều người dân Mỹ người ta bình luận là chú Bảy đâu có cái gì đâu để mà mất nữa, chú Bảy đâu còn cái gì để mà mất, đó ý là như vậy đó các bạn. Nhưng mà cái một điều mà tôi đi mới vừa chia sẻ mà không biết các cô chú anh chị có để ý hay là không, tội nghiệp cho chú Bảy quá. Đây nè các bạn, mình nói theo cái tình người nè các bạn, mình nói theo tình người nhé. Nếu mà theo cái tuổi tác của chú Bảy thì bây giờ chú Bảy phải ngồi ở nhà hưởng già dưỡng già, chơi với con cháu để mà hưởng cái thời gian còn lại trong cuộc sống sau bao nhiêu năm tháng vất vả mưu sinh, đúng không? Nhưng bây giờ chú Bảy đã bị đảng DC không cho làm cái điều đó. Bây giờ chưa qua một năm đầu tiên của nhiệm kỳ 1 mà đảng DC đã chấm chú Bảy là ông phải lết hết cái nhiệm kỳ này và lết luôn cái nhiệm kỳ sau để ra tái tranh cử, ra ứng cử tiếp. Đó, các bạn thấy không, tội nghiệp ổng không? Sau cái nhiệm kỳ 1 này ổng sẽ thành 83, 84 tuổi. Thì đáng lẽ ổng phải ngồi ở nhà gác chân lên ghế sofa để mà dưỡng già, nhưng mà không, ổng không được làm cái điều đó, tội nghiệp cho ông ta quá. Tại vì đảng DC đã nắm chốt ông ta, đã có một cái gì đó cho nên phải chỉ định ông ta đi ra ngoài đó tái tranh cử và bôn ba đó, mình gọi là bôn ba đó, bong chen đó các bạn. Đó, tội nghiệp cho ông ấy quá. Thật sự mà nói thì nếu mà nói về tình người thì rất là tội nghiệp cho chú Bảy đó các bạn. Hello Hải, anh Hải Lê đủ một ca rồi Tony ơi. Cảm ơn cô chú bác anh chị em Út rất nhiều. Thì ngày hôm qua tụi mình nhóm của chúng ta đã được đi xe đạp, và bây giờ thì tiếp tục ngày thứ hai nhóm của chúng ta cũng được đi xe đạp. Cảm ơn cô chú anh chị em Út, bạn bè đã coi như đã lấy lại phong độ cho cái channel của tụi mình cũng như là cái nhóm của tụi mình. Tony cảm ơn rất là nhiều nha. Hy vọng là từ đây về sau cái phong độ của chúng ta sẽ tiếp tục giữ mãi như thế này. Tức là mỗi lần lên đây chúng ta chỉ cần được đi xe đạp là mình vui rồi các bạn, không cần sơn hào hải vị. Hello anh Bình Trần, hội trưởng hội sợ vợ nha. Vui quá, hôm nay nhiều em gái chân dài. Dạ đúng rồi, chị xem ra Trần hôm nay á, chị thứ 6 không hiểu sao mà rất là nhiều chân dài đi vào đây, làm cho Tony phải bó rối phân tâm. Thường thường thấy chân dài cái tự nhiên cái Tony không có tập trung được. Không biết có sư huynh sư đệ nào giống như tôi này không vậy? Mỗi lần mà thấy cái gì thì mình còn tập trung được, chứ thấy chân dài là mình coi như bó rối phân tâm đó các bạn. Cảm ơn chị Sương Phạm nha. Cái gì đây? Hello Ngọc Châu Nguyễn, chú Bảy về giường. Dạ đúng rồi, cái chị Ngọc Châu đáng lý theo như cái tuổi tác của chú Bảy đó các bạn. Thì theo như con người của chúng ta 60 năm cuộc đời, thì khi mà mình làm đến già rồi thì dĩ nhiên mình cũng phải dành một chút thời gian còn lại trong cuộc sống để mà mình hưởng thụ cho cuộc sống với gia đình sao sao. Nhưng mà chú Bảy thì không được cái điều đó, thành ra nói đi nói lại cũng thấy tội nghiệp cho chú Bảy các bạn. Bây giờ chưa có gì mà đảng DC người ta đã nói chú Bảy dù phải ra tranh cử tiếp tục và dù sẽ tái đấu với Tổng thống Trump năm 2024. Đó là những gì mà thông tin đã được chia sẻ vào ngày hôm qua tại tòa bà đốc. Hello anh Lập Đàm, hello chị Mai, thứ 6 máu chảy về tim. Dạ cảm ơn chị Mai nhiều. Nhờ chú Bảy không thả ếch ra phá nữa. Dạ cảm ơn anh Vũ Quỳnh, chính xác đó anh Vũ Quỳnh. Dạ thì trong cái một tuần lễ vừa qua thì tụi mình cũng bị lận đận lao đao. Cái chuyện mà mưu sinh trong cuộc sống, cái chuyện mà giá cả vật giá leo thang vậy, cả luôn cái channel của chúng ta cũng bị lận đận lao đao bèo trôi bọt biển. Hello anh Cảnh Xuyên La. Dạ hello Trương Khách. Hello bé Lùi nha,
good morning bé lùi. Hoàng Hương Hoài Nhơn nè, lâu lắm rồi mới thấy lại cái hot girl chân dài này nè. Where are you? Long time no see. Đi theo anh hot boy nào rồi? Quên Tony Lê. Giờ đây còn gì mà khóc với sầu nữa. Dạ, cho chú Bảy và chú Tập sống tới 150 tuổi đi anh Tony. Trời đất ơi, sống vậy rồi sao tụi mình chịu nổi anh? Trời ơi, ổng sống mới có 10 tháng thôi mà tụi mình đã lận đận lao đao rồi. Anh không thấy là hàng triệu người dân Mỹ người ta sất bất sang bang các bạn. Sất bất sang bang đó các bạn không? Tại vì sao? Khan hiếm hàng hóa, giật giá leo thang, tình hình lạm phát, nền kinh tế đi xuống các bạn thấy đó. Rồi thiếu nhân lực làm việc trong cái đất nước Mỹ, dĩ nhiên nó sẽ dẫn đến cái tình trạng kinh tế sẽ sụp đổ. Tại sao không ai làm việc? Dĩ nhiên ta làm hàm nhai các bạn, ta làm hàm nhai, tức là mình phải đi làm thì mình mới giúp được cái nền kinh tế nó phát triển và đất nước nó mới hùng mạnh. Còn cái này thiếu hụt nhân lực, kinh tế lận đận, dĩ nhiên đất nước sẽ đi xuống. Đó là điển hình chú Bảy đã làm trong 10 tháng qua là như vậy đó các bạn. Hello gì đây, chú Bảy làm lâu chắc Tony đi xe đạp điện luôn. Đúng anh, đúng anh Vũ Huỳnh, không phải riêng một mình Tony đi xe đạp điện đâu mà everybody sẽ đi đạp điện. Hello chị Hồ Tịnh Tâm nha. Hello Thanh Châu Nguyễn, good morning. Thanh Xuân Trần Thị, dạ hello chị Thanh Xuân Trần Thị. Hello chị Nga Quỳnh, chúc Tony và đại gia đình thân yêu Merry Christmas and Happy New Year. Dạ cảm ơn chị Nga Quỳnh nhiều. Chúc Tony sức khỏe và bình an. Dạ cảm ơn chị Thanh Châu Nguyễn. Rồi các bạn ơi, nó như thế này nè các bạn. Theo như cái thông tin của ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Texas của Tony chia sẻ như thế này. Hiện tại bây giờ là cái khoản nợ công của nước Mỹ là 31 phẩy mấy nghìn tỷ đô la, cao nhất trong cái lịch sử của nước Mỹ và chưa từng có trong cái tiền lệ của nước Mỹ. Đó các bạn thấy không? Tại vì cứ xài tiền không à, không làm ra tiền mà, và chú Bảy in tiền ra nhiều quá cho nên nó làm cho đồng tiền đô la bị mất giá, bị lạm phát là như vậy đó các bạn. Chứ giờ chứ in ra mà không kiểm soát được cái con số là tài sản mình có bao nhiêu, đúng không? Cứ in ra xài. Giờ cái núi mà các bạn ngồi không các bạn xài cũng lỡ nữa, chi là cái ngân khố của nước Mỹ. Đấy chưa? Bỏ tay. Hello anh Long Nguyễn, cảm ơn anh Long Nguyễn nhiều. Hello anh Đen Phạm nha, hello anh Thanh Quỳnh. Hello em gái mến thương bé lùi, dạ. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại một cái chủ đề gì vui vẻ nhộn nhịp cho ngày thứ sáu của chúng ta rồi các bạn. Bây giờ Tony sẽ đọc cái bình luận nha. Vậy người qua Mỹ sau này đóng thuế? Dạ đúng anh Vũ Quỳnh, hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều cái luật thuế mà chính quyền của chú Bảy đưa ra, giống như ngày hôm qua Tony có chia sẻ, nhưng mà bây giờ Tony xin phép 30 giây để chia sẻ lại, tại vì cái thông tin này nó cực kỳ quan trọng cho người Việt Nam của chúng ta ở Mỹ. Đây, từ đây về sau khi mà các bạn đi lại chỗ gửi tiền về quê nhà, các bạn đi lại chỗ gửi tiền mà gửi về cho người thân ở quê nhà đó, các bạn cẩn thận nha. Tại vì những cái gì mà mình gửi, cái chỗ gửi tiền, cái công ty gửi tiền đó, người ta sẽ gửi thẳng lên sở thuế, người ta gửi thẳng cái record đó, cái nó gọi là report đó, lên ngay sở thuế luôn. Cho nên ví dụ tháng 2 này các bạn đi khai thuế, các bạn khai năm 2021 tôi làm có 19.000 đô la ví dụ nha. Ok rồi, nhưng khi mà cái report gửi lên sở thuế là thấy các bạn gửi về Việt Nam 14.000 đô la ví dụ như thế, ok 14.000 gửi về bên Việt Nam, 19.000 các bạn làm ra được ở Mỹ, hai cái con số này các bạn thấy nó không có trùng khớp với nhau. Tại sao chỉ còn có 5.000 đô la, các bạn làm sao sống cả năm bên Mỹ này? Dĩ nhiên các bạn sẽ bị theo dõi, bị audit, bị kiểm tra đó các bạn, đấy rồi. Thành ra cẩn thận nha, những cái luật lệ mới của chính quyền chú Bảy sẽ coi như gây gắt cái đồng tiền của chúng ta, túi của chúng ta. Cẩn thận các bạn ơi, cô chú bác anh chị bạn bè em út ơi, từ đây về sau khi đi lại chỗ gửi tiền mình phải hỏi cái người gửi tiền để cho mình nắm được cái thông tin là mình phải gửi bao nhiêu mới hợp lý hợp lệ và phải gửi như thế nào mới hợp lý và hợp lệ. Cẩn thận nha, tại vì Tết nhất sắp đến rồi, Tết Mỹ, Tết Việt Nam nè, cho nên chúng ta sẽ có rất là nhiều người sẽ đi gửi tiền về giúp đỡ gia đình để mà mua sắm Tết, thành ra cẩn thận củi và lửa nha. Dạ hello Tiffany D đã đến từ San Francisco, California. Good morning bạn Hiền nha. Hoàng Hương Hoàng Nhân ủng hộ gì đây? Một lúc 10 tài khoản luôn kìa Tony ơi. Ủa đâu? Que. Hoàng Hương Hoàng Nhân đâu? Tony chưa thấy. Hello Chí Nguyễn. Nói với sở thế là có quý nhân Tony Lee hỗ trợ tài chính hàng tháng. Anh Chí Nguyễn. Anh phá em hoài anh nhé. Tony Lee làm gì mà có tiền mà gửi.
À, vậy là good mà Anthony, như vậy thì không ai dám dám khoái gì khoái bãi và gì trốn thế. À, hello anh Lập Đàm, hello chị Sandra Trần. Chưa bao giờ có cái lực này trong đất nước Mỹ đâu các bạn, tức là nhìn túi tiền của người dân Mỹ đó, chỉ có chính quyền của chú Bảy thôi nha, chỉ có chính quyền của chú Bảy thôi. Dạ. Hello chị Thắm Diệp, hello Tiffany D, good morning. Dạ cảm ơn Hoàng Hương Hoàng Nhơn và Trương Khách, Trương Khánh. À, vậy thì mình đi mua xe mới, nhà mới thì sao? Thì anh đi mua thì anh hy vọng là cuối năm anh claim những cái đó vào trong cái hồ sơ thế của anh. Dạ. Hello chị Khang Hà. Anh mua Tesla thua đậm rồi Tony ơi. Dạ đúng rồi anh Bình Trần nha. Thì theo như những cái chính sách của chú Bảy đưa ra mấy hôm nay á, thì bây giờ thị trường cổ phiếu nó đang màu đỏ lè loẹt. À, thị trường đồng điện tử đó các bạn, mấy hôm nay á, coi như những ai mà mua chứng khoán, mua cổ phiếu, mua đồng điện tử á, là coi như là buồn lắm. Tại vì sao nó màu đỏ, nó màu đỏ cả tuần lễ này, nó sụt coi như là nó sụt chưa bao giờ mà có sụt, tức là nó sụt ghê gớm lắm. Ví dụ nha, cái đồng Bitcoin đó các bạn, một bữa hổm á, nó 60 mấy đi, tôi này cũng không có rành gì mấy, tại tôi này không có chơi, nhưng mà tôi này thường hay nhìn 60 mấy, bây giờ nó sụt xuống còn có 40 mấy luôn, ghê gớm chưa. Nó sụt một cái coi như là banh chành hết, coi như là xong đời qua hết, không còn cái đời gì để mà ấy hết luôn, xong hết. Dạ. Cảm ơn Hoàng Hương Hoàng Nhơn, good morning chị Jenny Đặng nha. Hello anh Hoàng Lê. À, thị trường chứng khoán không thích chú Bảy. Dạ, bởi vì bây giờ nó màu đỏ chát luôn rồi anh ơi, nó không còn gì để mà đỏ luôn rồi đó, tức là nó đỏ rầm rộ đỏ, nó đỏ trong mấy ngày vừa qua, cả tuần lễ vừa qua, ghê gớm quá. Chú Bảy làm xe hơi cũ bán cao hơn xe mới. Chính xác anh Vũ Quỳnh. Bây giờ đó anh Vũ Quỳnh, bây giờ anh mà đi vòng quanh cái chỗ em đang sinh sống nè, anh đi vào những cái dealer xe đó, tất cả các dealer xe không có một cái chiếc xe mới nào để bán luôn, nó không có hàng để bán. Nhưng xe cũ thì nó có, nhưng mà nó mắc, nó mắc, nó cao giá. Trời ơi, trời ơi. Nó tóm lại bây giờ thời điểm này, ai mà suy nghĩ tới cái chuyện mua xe thì nên dừng lại đi, khoan hả mua. Tại vì sao? Nó mắc quá rồi, nó không có xe để cho mình mua luôn. À, không có xe mới, toàn là xe cũ không mà xe xài rồi không mà nó mắc lắm nha, không phải giỡn chơi đâu. Bỏ tay với chú Bảy. Dạ đúng rồi chị Linda. Bây giờ cái thị trường cổ phiếu hay là chứng khoán gì nó màu đỏ, cứ như FPT mở mắt ra là màu đỏ lét, đỏ lè luôn á, đỏ chét luôn á, ghê gớm quá. À, 2 tháng trước được 60. Dạ đúng anh Bình Trân. Theo như em cập nhật á, thì nó lên tới 64, 63 gì luôn đó anh. Rồi rốt cuộc bây giờ nó sụt xuống còn có 44, 43, ghê gớm được. Nó sụt một cái cũng như từ cái căn nhà lầu 7 tầng mà nó sụt xuống thành căn nhà cấp 4, ghê gớm chưa. Mình ví dụ là như vậy đó. Hello chị Oanh Nguyễn đã đến từ Trà Vinh quê hương của Tony. Xe mắc quá trời. Dạ đúng rồi chị Sandra Trần ơi, hiện tại bây giờ đây không phải là thời điểm mà để chúng ta mua xe đâu các bạn. Thứ nhất là không có xe mới để cho mình mua, mà nếu có xe mới thì nữa, nó mắc, trời ơi nó mắc 20.000, 30.000 hơn là cái giá mà thời xưa. Ok. Rồi xe cũ cũng vậy, xe cũ mà nó cũng mắc rầm rộ mắc luôn. Trời ơi thôi nghỉ, không chơi xe nữa, nghỉ, không chơi xe, đừng mua xe các bạn. Bây giờ các bạn đang có cái gì cứ chạy cái đó đi, từ từ rồi tính. Apple thì đang lên. Dạ. Hello chị Linh Mỹ, có ý làm như vậy để mấy công ty bỏ nước Mỹ không việc làm. Dạ đúng rồi chị Linh Mỹ, chính xác. Chú Bảy đã, ok, những cái gì mà chú Bảy đang làm cố tình là để cho nền kinh tế của nước Mỹ lận đận lao đao, và muốn cho các công ty hãng xưởng ở Mỹ này ùn ùn đi ra nước ngoài, đặc biệt là đi về phía T cộng đó. Các bạn thấy không, trong cái thời gian vừa qua, hồi tháng rồi cho đến bây giờ, các bạn nghe rất là nhiều thông tin, rất là nhiều công ty hãng xưởng ùn ùn chạy vào T cộng, nó bỏ luôn nước Việt Nam quê nhà của chúng ta, nó chạy qua bên T cộng. Ngày xưa dưới cái thời tổng thống Trump á, thì rất là nhiều công ty hãng xưởng từ T cộng chạy qua Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, đúng không? Bây giờ thì không, nó gom lại, nó chạy ngược lại T cộng. Tại vì sao? Thứ nhất là những cái chính sách của chú Bảy đã làm cho các đồng minh, các công ty hãng xưởng, người ta nói thôi rồi lợm ơi, trong tương lai T cộng sẽ là number one về kinh tế, vượt mặt nước Mỹ đó các bạn. À, hello anh Đình Tuấn Trần, good morning anh nha. Quang Bình rất lâu rồi không thấy vô. À, không biết anh Quang Bình đi đâu rồi, bé lùi ơi, lâu quá không có thấy. À, sư tỷ đang đi xe Toyota 2021. Vậy là ok rồi chị ơi. Chị xem rồi Trần ơi, chị giữ xe đi đi, đừng có đổi xe nha. Thời buổi này á, đổi xe là mình lỗ nhiều lắm á chị. Mình phải mua lại xe mới mắc tiền lắm. Hello chị Phụng Kim Cô.
Bẫy ếch phá hoại nước Mỹ. Dạ đúng rồi anh Phan Phúc, đó cũng giống như ông Ted Cruz, ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Texas đó nè. Ngân sách không có tiền mà đưa ra những cái dự luật hàng nghìn tỷ đô la không à, vậy thì ở đâu ra để mà xài? Dĩ nhiên đi mượn nợ, dĩ nhiên tăng thuế người dân, tăng thuế doanh nghiệp đó, thấy chưa? Rồi in tiền ra đó, thấy chưa? Thì sẽ dẫn đến lạm phát,